G7 tung thêm đòn trừng phạt thương mại vào Nga. Tổng thống Hoa Kỳ đã mở cuộc tấn công mới vào nền kinh tế Nga để trừng phạt việc xâm lược Ukraine khi cùng với các đồng minh G7 chế tài Nga về thương mại, đóng luôn những quỹ phát triển và loan báo lệnh cấm nhập cảng các loại như hải sản, rượu vodka và kim cương từ Nga. Tổng thống Hoa Kỳ cho rằng những hành động tập thể sẽ giáng thêm đòn vào nền kinh tế Nga vốn đang suy sụp với những chế tài toàn cầu, có thể giúp cho việc đồng rút sụt giá hơn và thị trường chứng khoán đóng cửa. Ông Putin là một kẻ xâm lược nên ông ta phải trả giá là điều mà ông Biden nói tại Tòa Bạch Ốc và rằng ông đã điện đàm với Tổng thống Ukraine là Volodymyr Zelensky trước đó. Tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Biden và lãnh đạo khối G7 đã kêu gọi rút lại tình trạng thương mại tối huệ quốc của Nga. Qua đó, các nước G7 có thể tăng thuế quan áp đặt hạn ngạch lên hàng hóa của Nga. Quốc hội Hoa Kỳ cũng phải thông qua trước khi luật này có hiệu lực và giới lập pháp đang tiến tới theo hướng đó. Kỳ cho biết là sẽ bổ túc thêm nhiều cái tên nữa vào danh sách những tài phiệt Nga bị chế tài hay cấm nhập cảng hàng hóa xa xỉ sang Nga.